Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh Pháp Thái Vi ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Thảo thì phục vụ hoa phôi hoa giấy Mỹ cho quý cô chú anh chị mình nha. Nếu như yêu thích thì mình có thể đón xem vào lúc 16 giờ ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên kênh Pháp Thái TV nha. Sau đây sẽ gặp chị Thảo để ngày hôm nay có một số phôi giao lưu tới gửi tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi, chào chị Thảo. Chào anh Thái, mến chào cô chú và anh chị trên kênh Pháp Thái TV ha. Hôm nay nhà vườn em có về số phôi giấy Mỹ để giao lưu của cô chú và anh chị. Mong cô chú anh chị xem và ủng hộ. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa rồi ha. Rồi không để mất thời gian, cô chú anh chị vô mã số 1 ha. Một phôi rất là quái anh chị em. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 50. Hoành cổ là 20. Sổ đế là 49. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu với giá là 250. Đặc biệt là bao phí vận chuyển toàn quốc kêu quý anh chị. Rồi, bao sống quý anh chị. Số 2. Phôi cũng lắc ha, rất là đẹp. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 51. Hoành cổ là 16. Sổ đế là 42. Mã số 2 này em xin giao lưu với giá là 150. Ngoài những cái phôi trên mã số này vườn của chị còn cung cấp cái số lượng lô nha quý anh chị. Rồi, em xin lên phôi số 3. Sỉ và lẻ luôn. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 56. Hoành cổ là 24. Sổ đế là 41. Mã số 3 này em xin giao lưu với giá là 200. Rồi, em xin lên phôi số 4. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 60. Hoành cổ là 24. Sổ đế là 44. Mã số 4 em xin giao lưu với giá là 150. Em xin lên phôi số 5. Phôi một rễ anh chị. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 66. Hoành cổ là 22. Sổ đế là 53. Mã số 5 em xin giao lưu với giá là 180. 180k bao phí vận chuyển. Rồi, em xin lên phôi số 6. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 51. Hoành cổ là 22. Sổ đế là 50. Mã số 6 em xin giao lưu với giá là 200. Em xin lên phôi số 7. Đồ co lắc rất là quái anh chị. Rồi. Em xin ra chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 65. Hoành cổ là 29. Sổ đế là 52. Mã số 7 em xin giao lưu với giá là 200. Em xin lên phôi số 8. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 56. Hoành cổ là 20. Sổ đế là 44. Mã số 8 em xin giao lưu với giá là 180k. Rồi, em xin lên phôi số 9. Phôi một rễ nở hậu ha. Nở đế anh chị. Nhìn rất là duyên. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 68. Hoành cổ là 21. Sổ đế là 57. Mã số 9 em xin giao lưu với giá là 200. Rồi, em xin lên phôi số 10. Là một phôi đế đặc ha. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 69. Hoành cổ là 27.
sổ đế là 54, mã số 10 này em xin giao lưu giá là 250. Em xin info số 11. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi là 60. Quanh cổ là 21. Sổ đế là 54. Mã số 11 này xin giao lưu giá là 200. Rồi, em xin lên phôi số 12. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 58. Quanh cổ là 18. Sổ đế là 49. Mã số 12 này em xin giao lưu giá là 150. Rồi, em xin lên phôi số 12-3. Phôi một rễ rất là giống con thú à. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 51. Quanh cổ là 25. Sổ đế là 42. Mã số 13 này em xin giao lưu giá là 150. Rồi, em xin phôi số 14. Một rễ nở hậu anh chị. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 57. Quanh cổ là 20. Sổ đế là 49. Mã số 14 này em xin giao lưu giá là 200. Em xin phôi số 15. Cái phôi đế đặc. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 66. Quanh cổ là 26. Sổ đế là 46. Mã số 15 này em xin giao lưu giá là 250. Em xin phôi số 10. 16. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 62. Quanh cổ là 31. Sổ đế là 49. Mã số 16 này em xin giao lưu với giá là 320k. Em xin lên phôi số 17. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 60. Quanh cổ là 28. Sổ đế là 53. Mã số 17 này em xin giao lưu giá là 320k. Rồi, em xin lên phôi số 18. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 65. Quanh cổ là 31. Sổ đế là 46. Mã số 18 em xin giao lưu giá là 250. Em xin lên phôi số 19. Cái phôi rất là quái quý anh chị. Có một cái cành hồi. Rồi. Em xin lo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 72. Quanh cổ là 27. Cái lưng rất là to. Sổ đế là 56. Mã số 19 em xin giao lưu giá là 400. Em xin phôi số 20. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 58. Quanh cổ là 34. Sổ đế là 42. Mã số 20 này em xin giao lưu giá là 270k. Rồi. Em xin lên phôi số 21. Rồi. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 69. Quanh cổ là 40.
sổ đế là 43, mã số 21 em xin giao lưu với giá là 300. Em xin phôi số 22. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi, chiều cao của phôi là 64. Vành cổ là 29. Sổ đế là 56. Mã số 22 này em xin giao lưu với giá là 320k. Rồi. Em xin lên phôi số 23. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 66. Hoành cổ là 34. Sổ đế là 54. Mã số 23 này em xin giao lưu với giá là 600. Rồi, em xin phôi số 24. Phôi rất là quái à. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 64. Hoành cổ là 25. Sổ đế là 52. Mã số 24 này em xin giao lưu với giá là 550. Rồi, em xin lên phôi số 25. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 63. Hoành cổ là 25. Sổ đế là 47. Mã số 25 này em xin giao lưu với giá là 270k. Rồi, em xin lên phôi số 26. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 63. Hoành cổ là 32. Sổ đế là 55. Mã số 26 em xin giao lưu giá là 400. Rồi, em xin lên phôi số 27. Một cái phôi một rễ. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 61. Hoành cổ là 23. Sổ đế là 54, mã số 27 em xin giao lưu giá là 450. Em xin lên phôi số 28. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 66. Hoành cổ là 31. Sổ đế là 48. Mã số 28 em xin giao lưu với giá là 400. Cái này trong lúc vận chuyển nó bị chạy, em có sức keo rồi không sao ha. Trời ngoài da anh chị. Rồi, em xin lên phôi số 29. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 64. Hoành cổ là 25. Sổ đế là 51. Mã số 29 em xin giao lưu với giá là 300. Em xin lên phôi số 30. Phôi rất là to. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 62. Hoành cổ là 36. Sổ đế là 49. Rồi, mã số 30 này em xin giao lưu với giá là 600. Rồi, em xin lên phôi số 31. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 73. Hoành cổ là 39. Sổ đế là 52.
Mã số 31 em xin giao lưu với giá là 600. Em xin lên số 32. Phôi rất là duyên quý anh chị. Cành 1, cành 2 đóng rất là khéo nha. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 79. Hoành cổ là 33. Sổ đế là 45. Mã số 32 này em xin giao lưu với giá là 650. Một khối đặc luôn. Rồi, em xin lên phôi số 33. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 61. Hoành cổ là 25. Sổ đế là 48. Mã số 33 này em xin giao lưu với giá là 230k. Em xin lên phôi số 34. Quái ha. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 63. Hoành cổ 34. Sổ đế là 52. Mã số 34 này em xin giao lưu với giá là 600. Em xin lên phôi số 35. Một phôi một rễ quý anh chị. Lắc rất là quái à. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 53. Hoành cổ là 26. Sổ đế là 45. Mã số 35 này em xin giao lưu với giá là 400. Em xin lên phôi số 36. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 55. Hoành cổ là 32. Sổ đế là 50. Mã số 36 này em xin giao lưu với giá là 500. Rồi, em xin lên phôi số 37. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 54. Hoành cổ là 28. Sổ đế là 50. Mã số 37 em xin giao lưu với giá là 300. Em xin lên phôi số 38. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 61. Hoành cổ là 29. Sổ đế là 44. Mã số 38 em xin giao lưu với giá là 300. Em xin lên phôi số 39. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 61. Hoành cổ là 26. Sổ đế là 52. Mã số 39 em xin giao lưu giá là 400. Em xin lên phôi số 40. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 62. Hoành cổ là 26. Sổ đế là 45. Mã số 40 này em xin giao lưu giá là 220k. Rồi, em xin lên phôi số 41. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 57. Hoành cổ là 29. Sổ đế là 49. Mã số 41 này em xin giao lưu giá là 250. Em xin lên phôi số 42. Rồi,
xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 68. Vành cổ là 31. Sổ đế là 46. Mã số 42 này em xin giao lưu giá là 300. Em xin lên phôi số 43. Một cái phôi một rễ với anh chị em. Nghệ thuật ha. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 58. Vành cổ là 23. Sổ đế là 53. Mã số 43 này em xin giao lưu giá là 400. Mã số 43 cũng là cuối clip. Mong cô chú anh chị xem và ủng hộ và đón xem clip tiếp theo ạ. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị. Hẹn gặp cô chú anh chị clip sau ạ. Rồi, clip hôm nay nhà vườn chị Thảo gửi tới quý anh chị gồm 43 mã số, 43 phôi nghệ thuật của anh chị. Quý cô chú anh chị mình có thể liên hệ để sỉ cái số lượng tầm 5, 10, 20 cây thì liên hệ trực tiếp sẽ có giá tốt nhất nha. Phát Thái Vi chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại vào clip tiếp theo của nhà vườn nha.